Giờ mình ra mình hái hai lá. Đứng sát lá gai không? Lá gì? Lá chúc. Lá chúc. Mình luộc hái, ốc ăn hái lá chúc để luộc ốc bu ăn nha cả nhà. Sao bữa nay lá nhỏ nhỏ không ta? Ừ, nhưng mà nay nó tốt, nó rậm rạp ghê, tươi rối luôn hả? Tươi quá trời tươi luôn. Lá chúc này là qua bên Thái là mình ăn cái mùi vị gì nó cũng có cái lá chúc này nè cả nhà. Nếu như mà luộc ốc á, trời ông xã ông bứt mà ở đây mình nghe mùi thơm luôn. Là mình luộc ốc lên á là nó rất là thơm. Cái cây này đụng nó là nó thơm. Đụng cái nó tỏ cái gì là nó tỏ cái mùi ra nó thơm ngon vậy lắm. Nó giống như phụ nữ là đụng cái nghe mùi nó qua. Nó giống giống ai ta? Phụ nữ. Phụ nữ hả? Không phải phụ nữ nào. Đụng cái là nó tỏ được mùi nước hoa. Làm gì có vụ tự đụng cái tỏ ra mùi nước hoa. Mùi hương quyến rũ của nó nè. Rồi chứ, được rồi, anh hái như đó được rồi. Đó, trồng đây thêm cây, mấy cây này quý lắm nha cả nhà. Rồi, bây giờ mình đi qua bên bển mình luộc ốc ăn thôi. Đi được rồi, hái chi nhiều dữ rồi. Đây. Đó, rồi. Đi thôi cả nhà ơi. Đói bụng lắm rồi. Trên cái thau này qua bển trả cho má. Với lại cái chảo nữa nè. Ok. Có con. Học phải em ơi. Để em học cho em ở. Rửa sạch chưa? Rửa ốc sạch chưa con? Ốc sạch gì trời ơi, dơ vậy mà anh cho nó rửa anh. Để rửa. Nó nhả ra nè, 2 ngày rồi. Trời ơi, con ốc này nó chà bá lửa luôn. Nó quá chà bự vậy mà. Vậy bây giờ đúng rồi. Lấy cái đấy trà, đưa vô tấm trà con. Con này con ốc u vàng. Ốc u vàng mình ăn cái đầu thôi, nó bự quá mà. Bỏ uổng. Trà đi con. Lấy hai cái ghế kìa, ngồi. Trời ơi, hồi nãy anh để cho trà, bây giờ về xong người ta nấu rồi. Anh tưởng nó nấu sạch rồi chứ. Trời ơi, sạch vậy em thấy nó quá trời dơ luôn nè. Nó đang vui trà ra thành ốc bu vàng luôn. Không có cái này ốc bu thường. Ốc bu thường sao nó vàng khè vậy? Con này chết. Chết hả? Phải không? Cái này ốc bu vàng. Nó bị cho bá lửa mà chết uổng không? Trà đây con, đừng ấy ra. Lẹ đi, nhanh đi, có uổng chết rồi. Ốm xỉu luôn rồi. Có mua được cái đường trà. Hả? Đó, Tết nhà đông người lắm mà giờ còn có nhiêu đây thôi cả nhà ơi. Vợ chồng của con nhỏ em nó đi về quê chồng nó Bến Tre ăn Tết. Rồi con thằng con thì theo bên về bên vợ nó ở bên Tân Nguyên Bình Dương đó, giờ nhà chỉ còn có nhiêu đây hai chồng Y Sên với lại con gái con của chị Tư với lại má rồi Nguyên cả nhà còn có bốn người ăn đỡ hao ha. Nè cái con ốc này nè má, cái chết rồi, cái con ốc này là ốc lát nè. Ốc lát ngon mà ốc lát á, cái loại mà ốc lát mà bự như vậy nè, nó đã, nó giòn lắm. Đây cũng là ốc lát nè. Ốc lát ăn giòn lắm. Ốc lát nhìn nó giống y như là nhìn ốc lát nhìn nó giống y như là cái con gì ốc gác bếp gì đó. Ốc gác bếp. Ôi nó bự nè. Nó nặng triệu triệu hả má? Nè. Nó nặng nó ướt luôn hết nè. Mình lựa ốc mình đi mua ngoài là mặt dày là mặt mập nè. Còn nó sâu vô á nè. Là nó ốm. Chứ cái này là ốc nữa. Ốc tự nhiên. Ốc chứ không phải ốc nuôi. Ốc tự nhiên nè, bắt tao nay ổng đè ổng gom ngày qua là không có gom nhiệt tình á, chứ cỡ gom nhiệt tình là nó nhiều lắm á. Nhiều lo bắt cá không hà, không có lo gom ốc. Mà đi kiểu như dưới sình á, cái nó mệt quá mấy cha con ổng làm biếng. Làm biếng tại vì đi dưới sình nó mệt mỏi lắm, uống hết đi. Uống đi. Nhiều đây là ăn cũng mệt xỉu à. Má là bá thích ăn cái con bự chà bá vậy đó. Chứ con nhỏ nhỏ là không có thích ăn. Có mấy con ốc chết nó bay lên mùi chúa. Chúi. Thấm thấm. Ngâm con nước không mà chết. Ngâm 2 ngày, ngâm qua nay cho nó sạch á. Ngâm nước muối rồi nó mới chết à. Không, đâu ngâm nước muối là nó chết luôn nghe qua. Con mèo mèo ai qua quản trị đẹp cũng chết luôn. Nó đẹp vậy mình chụp hình tự sướng mới thích.
Còn này mèo xấu hơi xấu quắc thì giờ chụp hình không, không ai thích chụp. Nay ở Củ Chi mình là bông vẫn còn mắc hơn ở Sài Gòn á má. Củ Chi mình con chạy vòng vòng là bông vẫn còn mắc hơn Sài Gòn. Trời ơi, nó quay lên. Hai cây mai có 500 mà giờ bự lắm, bằng cây mai bữa tao mời đó. Ờ, làm kiểu vậy tội nghiệp ta. Còn bán chỗ đó chắc lỗ phải bà. Không phải, hỏi sao mấy đứa quay á. Nó hỏi sao rẻ, bán rẻ dữ, nó nói còn ít sổ. À, còn ít sổ hả? Sổ luôn. Giống như sổ sớm đi về chứ gì. Trà sạch rửa trắng ra. Là muối tiêu chanh. À, muối này là muối muối tiêu lớp nha cả nhà. Đó. Em đi chợ. Muối tiêu lớp. Mình sẽ sớm thực hiện được đó. Rồi. Mình cắt thêm ớt mình bỏ vô. Quay gần lại đây nè con. Cắt thêm ớt. Vô trong cái chén luôn. Mình cắt thêm ớt vậy nè, xong bắt đầu cái mình nặn chanh. Nặn chanh bỏ vô. Là mình nặn chanh để cho nó lên, nó lên bền luôn. Giống thằng Thanh nó lên bền luôn. Rồi xong cái là mình chấm cái ốc bu á nó mới ngon. Chứ bên đây của dì Thiện thêm miếng ớt. Đó, rồi. Lấy cái kéo. Chanh. Chanh nhiêu đây. Rồi, cắt đi, để lấy dao cắt đây. Này, cái này là thành phần là mình hấp ốc. Là cái lá trúc này là không thể thiếu rồi. Mình không cần phải sắt, mình để vậy thôi là mình hấp lên nó cũng thơm. Ớt mình bỏ vô để cho nó khử cái mùi tanh. Cái lá này vô là nó đã không còn mùi tanh rồi. Cái mình thêm xả vô nữa. Tí xíu là cái nước là mình nêm nữa mới ngon. Cái bếp này là bếp kho, bếp nấu ăn, dành cho nấu ăn. Muối hộp thì nó sẽ không có bị mặn. Dạ. Bột ngọt. Mình nêm để tí là cái nước này là mình húp luôn nha, ngon lắm nha quý vị. Ôi, sao nhìn nó vậy mà nước nó hơi ít ra anh ơi. Nước ít quá. Nước ít. Mình nặn chanh vô cho nó lỉnh lãng. Mình khuấy lên, nó mới ngon. Này khoảng gần nè, cả trái chanh. Đó. Nó vừa cay vừa tiêu vừa cay chanh chua 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 chua. Ok, xong nước chấm rồi bắt đầu mình làm. Bên đây là nước mắm gừng với lại xả. Sắc ớt chưa đúng không anh? Sắc ớt luôn. Sắc ớt. Bây giờ mình làm nước mắm. Anh ơi, cái này mình đâm chứ không lẽ mình sắc. Sắc ớt vô. Rồi thợ nấu kêu sắc ớt rồi mình sắc ớt. Khó khăn quá. Khó khăn nhờ. Ở nhà. Hai trái luôn, ăn cho cay té lái luôn. Rồi ok, tiếp theo rồi để cho thợ nấu làm. Ồ, sôi rồi. Ấy sơ rồi nó chín cho chín ăn cái nửa thôi dễ nè. Chín nhẹ. Đúng rồi. À mình nêm lại nha. Mình đã
nãy là mình niêm rồi, bắt đầu mình niêm rồi. Nhưng mà có ớt ớt với lại tiêu mà đập đập dập 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 á, là ở trong quán ăn là một số là hầu như là chỉ có 10 con, mà 10 con nhỏ thôi, là 7-8 con ngang gì đó. Ok, ăn luôn rồi. Trời ngon, được rồi, múc ra. Mình múc ra cái lẩu này. Nấu rồi cho nó. Cái này mới ngon. Giờ mình múc ra cái lẩu này. Nóng. Lắm nó ngoài không có ưa cô Mỹ Hà. Đã ngoài không có ưa mà con đã ngoài không có ưa mà nói con thích lắm. Đúng rồi. Mình chấm hai loại nước chấm này. Đây là nước mắm mặn chứ không phải nước mắm chua ngọt nha quý vị. Còn đây là muối tiêu chanh. Hả? Là lấy cái gì? Đó. Ồ. Quá trời mập luôn cả nhà ơi, đây. Quá trời mập luôn. Đấy nó bự đó. Ừ. Ôi. Bự. Bự ơi là bự. Ừ. Bự ơi là bự. Đây, mời cả nhà nha. Giòn. Ngon. Ăn thêm nữa. Rồi. Đó, ok. Quá trời ngon rồi. Ăn. Đã. Quá trời bự luôn, con nào con nấy nó bự chà bá vậy đó. Một con chấm với lại xả đi. Kẹp xả vô. Kẹp vô. Đó. Bỏ miếng ớt lên. Rồi. Cho thấm thía cuộc đời. Ngon. Nhất cái nách. Cà chớn thiệt chứ. Ôi trời ơi nó mập. Ôi. Chưa, từ từ. Để mình nè. Quấy quấy. Quấy quấy cái đít nó. Nó mới ra. Quấy quấy cái đít rồi nó mới ra hết. Nó mới ra hết nguyên một con. Ô. Nguyên một con luôn. Giờ mình chấm ha. Cái này. Chấm nè. Trời ơi. Nó bự. Cục đen cuối cùng như cái. Ngắt cái cục đen. Đây. Được chưa? Ok. Được rồi. Được rồi. À, cái trứng của em đừng ấy. Mời cả nhà. Bự quá. Có miếng nước nè. Có niêm mực ngọt rồi vô không? À, trời ơi, đã. Áo khoảng thiếu cái gì á. Đây. Lót rượu. Ai? Rượu thuốc nha quý vị. Đó, rượu má ngâm với lại sung. Trái sung. Đó. Hèn gì mình ăn xong mình nghe nó thiếu gì đó. Đây, nhiêu đây rượu. Này là rượu thuốc cho nên không có uống nhiều. Mình uống nhiêu đây thôi. Đó, lấy chung uống con. Mà nó ăn ốc nó ngon muốn chết luôn. Nó thiếu, hèn gì nó thiếu rượu quý vị ơi. Đó, uống rượu nha. Đây, một chung. Uống một lần nữa chung như vậy thôi. Chứ uống nhiều quá, nóng. Cực khổ, chết luôn á. Ốc này mình ăn là mình phải gỡ cái đít nó ra mới lấy hết được nguyên con, tại vì con ốc nó mập á. Rồi xong mình ngoái cái đít nó ra, bỏ cái khúc mà cái cứt nó ở đằng dưới đây nè, ngoái cái đít ra. Đó. Cái con này nó mập, con nào cũng mập hay nào nó dính. Dòm nè. Phải không? Nó ngập thịt luôn. Nó ngập thịt để nhóc luôn à. Để coi cái cải rau.
rau. Đó, rau. Trời ơi, thôi cái con này ăn sao nổi. Bự quá rồi. Ừ, quá trời bự luôn rồi. Anh chấm cho em con. Bỏ lên. Bỏ ớt lên. Ăn cho thấy bỏ xả cho nhiều. Đó. Trời ơi, nó ngon quá trời quá đất luôn. Mời cả nhà. Cái con này ăn một cái là phải nói là một họng luôn á. Mời cả nhà nha. Quá trời bự. Quá trời bự luôn á. Này ăn là một họng ăn không hết luôn á. Trời ơi. Bự ơi là bự. Nó quá bự luôn. Nó bự. Mình uống với một ly rượu nha quý vị. Đã. Ba con ly. À, hồi nãy giờ uống lưng nhiêu đó rồi hả? Đâu có. Con mới uống con ly à. Hồi nãy nhớ múc đầy ly mà. Đâu có. Chưa uống. Trời ơi. Đó, dữ vậy không? Đây. Đây. Ngon quá không? Ừ, uống đi. Không. Đúng không hả? Không. Rồi, phụ nữ uống. Ok. Đó. Bà ngoại thích ăn con bự vậy đó. Ngậm mà nghe. Uống một miếng rượu nữa ngoại. Sướng. Sướng. Dứt. Bự quá mà nhai sao nổi. Uống một miếng rượu. Quá trời quá đất rồi. Cả nhà ơi, món ốc bu hấp xả này có ngon không? Nếu ngon thì mọi người hãy làm giống y hệt như vậy nha. Rất là ngon. Còn bây giờ thì My Sơn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những món ăn sau nè. Cả nhà ơi, nhớ đăng ký kênh và cho My Sơn một like, nhấn vào cái chuông để nhận được nhiều video mới nhất của kênh nha.